các thủ ấn của chư vị hộ pháp. Tay ấn của trời Đại Phạm cũng đọc là Đại Phạn, tức là Đại Phạn Thiên Vương. Tay ấn của trời Đế Thích trời thứ 33. Tay ấn của trời Ma Lợi Chi cũng đọc là Ma Lị Chi. Tay ấn của trời Đại Hắc tay ấn của trời Ôn Tịnh, ôn tức là ấm áp, tịnh là sạch sẽ. Tay ấn của Tứ Đại Thiên Vương tay ấn Tài Bảo Thiên Vương. Tay ấn của Bất Động Minh Vương. Tay ấn của Khổng Tước Minh Vương. Khổng Tước là con chim công. Tay ấn của Ái Nhiễm Minh Vương. Tay ấn của Mã Đầu Minh Vương, tức là Minh Vương đầu ngựa. Tay ấn của Kiên Lao Địa Thần, tức là thần thổ địa, thần đất. Tay ấn của Thiên Thượng Thánh Mẫu. Tay ấn của Diêu Trì Kim Mẫu. Diêu Trì cũng đọc là Giao Trì. Tay ấn của Sư Diện Không Hành Mẫu, tức là Không Hành Mẫu mặt sư tử. Tay ấn của Câu Tài Thiên Nữ.
Tay ấn có đại bằng kim sỉ, kim sĩ điểu, tức là cái con khi chim đại bàng mà cánh vàng.